Chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái menu đấy, làm một cái menu nho nhỏ, menu với hiệu ứng hoạt hình nho nhỏ ở trên Android, ở trên ứng dụng Android đó. Thì đây là cái sản phẩm demo này. Đấy, thì đây là một cái icon menu nhá, các bạn có thể kích vào đây đấy và nó sẽ xuất hiện ra những cái menu con, mà khi các bạn bấm thì ra được cái hiệu ứng của cái thằng icon đấy, nó sẽ chuyển màu theo cái icon đấy, ok chưa? Đó, thì để sử dụng cái thằng này thì rất là đơn giản thôi, thằng này đơn giản lắm, cũng không khó lắm đâu. Đầu tiên nhá, mình sẽ để cái link ở bên dưới, mình sẽ sử dụng một cái thư viện bên ngoài đó, thư viện bên ngoài đó là cái link ở bên dưới. Mình sẽ sau đó thì các bạn sẽ lấy cái link đấy và các bạn paste lên Google, các bạn vào trong cái thư viện trong GitHub này của mình đó. Ở đây trên này nó có hướng dẫn này đó, nó có một cái demo nho nhỏ này đó. Rồi, ôi chết rồi, chết dở, mải mải nói quá rồi quên. Đầu tiên không phải, đầu tiên không, các bạn không nên làm thế. Đầu tiên các bạn phải tạo ra một cái project trước đã. Ok, rồi mình sẽ bấm like, mình sẽ đặt là menu, gọi là menu gì nhỉ, gọi là menu gì cho nó tên nó lại xịn sò cun ngầu tí nhỉ. Menu hiệu ứng đó, hiệu ứng, hiệu ứng nghe nhạt thế nhỉ. Ok, thôi tạm thời để như thế đi. Ok rồi, sau đó thì các bạn nhấn finish cho mình nhá. Nó đây là sẽ mình sẽ làm một cái app demo nhá, một cái app demo nhá. Các bạn có thể lấy xem video và áp dụng một cái code của các bạn nó thì nó sẽ chạy được. Nó giống như kiểu là các bạn lên Google xong rồi tìm tìm những cái công thức tán gái ấy. Đấy, công thức tán, mình đoán là công thức tán bạn thân là cái công thức mà được tìm kiếm nhiều nhất đó. Thì sau đó các bạn có thể xem rồi áp dụng vào cái tình huống của mình đó, mặc dù có thể nó sẽ thành công, sẽ phù hợp nhưng sẽ có những trường hợp thất bại, nên các bạn có thể xem xét nhá đó, chứ không phải nhất thiết nhất định là cái trường hợp nào mình cũng phải nhét vào đó. Rồi, đây đây là cái project của mình. Các bạn chờ mình xíu nha, mình sẽ tắt cái project cũ đi. Rồi ok, thì bước tiếp theo nhá, bước tiếp theo nhá là các sẽ bước tiếp theo sẽ là import thư viện. Nó ở trên này nó sẽ hướng dẫn này, có hướng dẫn này: add magic pack repository to your build file. Nó có nghĩa là nó yêu cầu các bạn thêm cái dòng này, à, thêm dòng này vào trong thư mục. Nó là thư vào trong một cái file, các bạn kích vào grand script này, các bạn chọn cái build.get của cái project nhá. Sau đó các bạn paste vào trong cái old project này, chỗ đoạn responsible này cho mình đó. Sau đấy sang tiếp theo là cái file build.get bên dưới có cái module, một cái là build.get của project, một cái build.get của module nhá. Các bạn nhớ nhá, hai một các bạn dễ bị nhầm đấy. Hồi xưa mình học này mình rất dễ bị nhầm. Rồi các bạn paste xong này đó, ok các bạn có thể sửa lại một chút bởi vì cái compile này là nó thích hợp với cái phiên bản Android Studio thấp hơn đấy. Còn cái lệnh import thư viện hiện đại phổ biến nhất này, hiện đại phổ biến nhất là mình đang dùng cái Android Studio 4.1 đó, thì mình sẽ dùng cái implement đấy. Implementation đó đấy. Rồi các bạn đợi một nút, đợi một chút nữa để nó tải và nó add thư viện vào đấy, xong rồi đấy. Rồi xong thì sau đó đến cách sử dụng, cách sử dụng như nào đó thì các bạn nhìn đây này, nó sẽ khai báo một cái create đấy, một cái menu hình tròn đó, đúng chưa? Thì mình sẽ sang bên main activity nhá, sang bên split này, mình sửa thằng này trước. Mình không dùng, mình không quen dùng constraint layout lắm nên mình sẽ sử dụng cái thằng relative layout. Nó constraint layout là cái layout nó phục vụ cho các bạn cho cái việc là kéo thả đấy, kéo thả và căn chỉnh. Thì đây mình sẽ sử dụng này, các bạn gõ cho mình nhỏ hơn này, create object create đây, create đây chính nó, create menu đó. Các bạn để cho mình là thằng này xem nào, warp content ok, đóng thẻ lại rồi nó sẽ được, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái khung hình như này. Thì sau đấy ở đây thì mình sẽ gán ID cho nó thôi, ID mình sẽ đặt là menu tròn, menu tròn đó. Rồi sang bên này nhá, các bạn copy copy cái ID ấy. Rồi sang bên này các bạn tạo cho mình một cái create create
create menu đó, paste này đấy, rồi các bạn tiến hành ánh xạ nó để nó hiểu là mình ở bên Java mình đang tương tác với cái create menu ở bên XML đó, bằng fill view by id này, r.id chấm menu hình tròn. Rồi xong rồi các bạn vào tiếp này, xem nó hướng dẫn này, xem hướng dẫn tiếp này. Đây là cái code activity, cái thư viện này hình như là do người Nhật phát triển sao nhỉ, nhìn chữ giống giống chữ Nhật phải không? Mình không biết đây có phải chữ Nhật hay chữ Tàu mình không phân biệt được, bởi vì chữ Nhật với chữ Tàu nó đều dùng cái Hán tự. Rồi ở đây thì nó sẽ yêu cầu là đầu tiên này là các bạn sẽ phải set cái main menu cho nó trước đã. Main menu đó, main menu nghĩa là gì? Main menu ở đây nghĩa là cái main menu chính là cái menu này, đấy, chính là cái hình tròn ở giữa này. Ok, xem mình sẽ gọi menu chấm set main menu. Thì đầu tiên cái đầu tiên các bạn truyền vào sẽ đầu tiên sẽ phải là một cái thằng màu, một cái menu, một cái ảnh, một cái ảnh, hai cái ảnh, một cái ảnh lúc chưa mở và một cái ảnh lúc đóng. Ok thì mình sẽ cần chuẩn bị những icon đúng không? Thì mình sẽ để cái link tải icon bên dưới, các bạn hoàn toàn có thể các bạn tải về đó. Thì đây khi mà các bạn tải về các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được ba cái thư mục đó, nó tương đương với đó là cái thằng thư mục mipmap trong Android ấy. Nó là thư mục để chứa ảnh với các độ phân giải khác nhau đó. Thì các bạn kích chuột phải vào trong cái thư mục, vào trong cái mipmap, kích chuột phải và các bạn chọn cho mình cái show in X4. Nôm na là nó sẽ ra cái thư viện của các bạn, nó sẽ ra cái thư mục chứa các cái ở trong thằng red này. Rồi sau đấy thì các bạn tải cái icon về, giải nén ra, các bạn copy cho mình ba thằng này, bạn paste vào trong này cho mình. Nó sẽ hỏi là có muốn ghi đè không thì mình sẽ nhấn là có nhé. Đó thì các ở đây sẽ các bạn sẽ có những cái icon đó, có những cái icon của mình. Rồi vào trong này nhé, thì đầu tiên này, các bạn cần phải truyền vào cho cái mã màu trước ạ. Thì mình sẽ gọi color.path color, mình sẽ truyền vào cho nó cái mã màu gì đấy, thằng 00000 chẳng hạn đấy. Tiếp đến nữa là cái thằng r.mipmap, các bạn gọi mipmap nó chấm tiếp icon menu, đầu tiên sẽ là icon menu, tiếp đến nữa là r.mipmap chấm icon cancel đó, giống hết mấy cái hướng dẫn luôn đấy. Cái này nó hướng dẫn gần như là hết rồi đó, nó sẽ giải thích cho các bạn vài cái thôi. Rồi sau đó là nếu như mình chạy lên đây sẽ được cái gì đúng không, nếu như mình chạy lên đây được cái gì, đây mình sẽ chạy lên cho các bạn xem mình sẽ được cái gì nhá. Các bạn chờ xíu nhá, nó đang build project cho mình, build máy mình hơi chậm, build sẽ hơi lâu một xíu á. Hôm nay tính ra hôm nay ngày đây mình đây là mình đang ở trên Hà Nội và ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2, không biết các bạn về quê chưa, không rõ như tình hình ở trên Hà Nội, tình Covid quá căng thẳng, thì các bạn nhớ đi ra đường nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn các thứ đấy. Ok đây các bạn, như các bạn nhìn thấy đó, nếu như các bạn đã thấy thì có phải là nó sẽ đang có những cái thằng nó, thực ra cái màu nó không được đẹp cho lắm bởi vì cái màu 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 mình đang xét màu đen, nó trùng mất cái icon màu đen kia của mình rồi, thì mình đã chỉnh lại màu một xíu. FF rồi đây rồi đó, thì như bạn đã thấy thì nó sang có nó đã hiện lên được cái icon cho mình đó, khi đóng mở sẽ được như này đúng không. Rồi tiếp đến nhé, tiếp đến sau mà thì mình xin phép mình sẽ ăn cắp code một xíu, có cái màu không đẹp nên mình sẽ ăn cắp màu của chúng nó. Rồi ok, rồi đến tiếp theo nhé, sau khi set icon đúng không, như các bạn thấy thì cái ứng dụng của mình nó có những cái icon, có những cái icon ở xung quanh này. Đấy đấy, thì bây giờ sẽ đến cái phần thêm cái icon đấy, thì nó sẽ thông qua cái lệnh là chấm add menu, nó là thông qua add sub menu, sorry nha, sorry các bạn, add sub menu. Ok
Thì đầu tiên mình cũng truyền phải bắt buộc phải truyền vào cho nó cái mã màu đó, bạc color. Mình đã truyền vào cho nó cái màu gì xấu xấu bẩn bẩn tí. Rồi tiếp đến nữa là cái thằng r chấm mipath chấm icon, ví dụ mình sẽ truyền icon home này, chẳng hạn đó, icon home. Rồi sau đó mình bấm run đấy, xem được cái gì nhá, thì các bạn sẽ dễ hiểu thôi. Rồi chạy lên, ô hiệu ứng nó dừng lại, tại sao dừng lại vậy, xem nào, mình bị thiếu lệnh gì à, icon home. Rồi để xem nhé, đọc logcat này xem nó đang báo là sai dòng nào, phải biết ngay nhá. Menu hiệu ứng đúng rồi, error đây, nó đang sai dòng này, nó đang không hiểu cái mã màu. Ok, mã màu các bạn chú ý một chút nhá, mã màu theo kiểu hack này là sẽ có 6 hoặc là 8 đấy. Với 6 là dành cho mã màu là không có, là mã màu rõ, còn với 8 là sẽ dành cho mã màu có độ alpha, độ mờ của màu. Đó. Rồi đây, bây giờ mình bấm đây thì được cái gì? Đó, như các bạn thấy thì nó xuất hiện cái thằng home trên này. Đó, thấy chưa? Đó. Đấy. Vậy thì mình sẽ làm tương tự với những cái thằng khác. Ví dụ mình thêm cho nó tầm 3 cái chẳng hạn. Nên là icon home, icon GPS, icon notify. Đó, rồi bấm run lại. Rồi bấm đây. Đó, như bạn đã thấy nó chia cái menu của mình ra thành nhiều cái khác nhau. Đó. Ví dụ bây giờ mình add 4 cái thì sao? Icon menu GPS search này. Icon search này, mà bấm run lại này. Đấy, bây giờ là 4 cái nhá để xem nó có căn đều không nhá, mình không nhá. Rồi, đấy như bạn đã thấy nó đã căn đều ra cho mình. Đó, ok chưa? Rồi, đấy, căn đều và bấm bây giờ nó có hiệu ứng rồi đấy. Rồi, tiếp đến nhá. Bây giờ mình sẽ set 5 cái icon setting. Rồi, và bây giờ mình xin phép mình ăn cắp cái mã màu của bọn nó một xíu, cái mã màu mình hơi xấu. Cái mã màu này là mình tự nghĩ ra chứ không phải là tự nhớ ra. Thường thì cái mã màu này, nếu các bạn nhớ thì nó sẽ chia ra, mình hay nhớ theo kiểu 00 FF00 hoặc đấy, F và 0 là cái mình nhớ thôi. Ví dụ cứ xong các bạn có thể sắp xếp chữ F và chữ 0 làm sao cho nó đủ 6 chuỗi 6 ký tự là được. Đấy, 6 ký tự nhưng không tính cái dấu thăng nhá. Rồi. Rồi. Rồi để format code thì các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl A T L cao nhá, là cao ấy. Là lòng lòng cái lòng ấy, là lòng ấy. Đấy. Chứ không phải là lam, không phải là lam. Okay. Mình nói không được chuẩn lắm, các bạn thông cảm. Rồi đấy, mình sẽ được như này. Hình như mình sẽ nhầm mã màu cho nó rồi. À, lúng túng, bối rối. Thường thì mình chỉ bối rối trước mặt con gái thôi. Gái xinh, mà gặp gái xinh mình sẽ bối rối. Nhưng bây giờ gặp trai đẹp mình cũng bối rối. Rồi, ok. Chắc là ổn ổn rồi đấy. Đó, mình sẽ được như thế này. Đấy. Rồi bây giờ đến phần cuối cùng, đó là phần mỗi lần mà các bạn nhấn vào đây mà các bạn muốn có cái sự kiện. Mình nhấn sự kiện, ví dụ mình nhấn home thì mình biết là mình đang nhấn home và mình sẽ thực hiện thao tác nào đấy thì sẽ làm thế nào. Đó, thì các bạn có thể xem hướng dẫn ở đây, nó có ADD menu, có thêm cái phần set menu listener. Đó, thì đây mình sẽ thêm vào thôi. Đó, mình sẽ set chấm này, set on menu select listener. Ok. Rồi các bạn gõ lưu cho mình và nhấn Ctrl cách thì ngay lập tức sẽ gợi ý cho các bạn cái thằng on menu select listener. Rồi thì trong này nó có một cái thằng, đó thằng on menu select. Đó. Thì đây mình sẽ switch cây. Đó, mình sẽ dùng cái switch cây. Switch index. Đó, switch cái biến index. Nếu như nó cây đó bằng 1 thì mình sẽ làm gì đấy, sau đó mình sẽ break. Đó, thì trong này sẽ làm gì? Thì mình sẽ toát lên cho nó một cái lệnh thôi, toát chấm make text main activity.zip
phẩy này, tách bạn chọn nút home này, nút home đấy. tiếp đến nữa là len sort này, đó chấm sâu đó, ok chưa? Rồi xong nhá. Rồi sau đó mình sẽ break và mình sẽ làm tương tự với những thằng khác. P p p p 1 này, 2 này, 3 này, 3 3 1 2 3 5 4 5. Đúng không? Theo lý thuyết thì là thế đúng không? Ok. Thì tiếp theo bạn nhấn nút GPS. GPS. Khoan, các bạn chờ mình một chút xíu nhé. Cái index này hình như có vẻ nó sẽ không bắt đầu từ 1 mà sẽ bắt đầu từ 0. Theo như cái ngôn ngữ lập trình, các bạn code nhiều các bạn sẽ biết, bởi vì trong cái ngôn ngữ lập trình cái bộ đếm nó khác bộ đếm ngoài bình thường. Bộ đếm ngoài bình thường mình sẽ đếm từ 1 2 3 4 5, bộ đếm trong này nó sẽ đếm từ 0 1 2 3 4. Đấy. Xem nào, bây giờ ví dụ mình nhấn vào đây thì sao? Nhấn đây theo thứ tự là 1 2 3. Index sẽ bằng 2. Xem ra cái mình nghi ngờ chuẩn rồi đấy. Các bạn chú ý cho mình. Đây mình sẽ bằng 0. Thực chất các bạn để như thế này cũng được, không vấn đề gì. Đấy, để như này nhìn cho dễ. Đấy. Low T đúng không? Low T5. Low T5 này. Search này. ERRCH search setting. Setting. Đấy. Rồi, thì ở đây thì các bạn chỉ cần gọi cái biến index và các bạn cộng cộng cho nó thêm một đơn vị. Đó, thế là xong. Đơn giản, easy game. Rồi, bây giờ mình bấm run này. Xem được cái gì nhá. Rồi, bây giờ ví dụ mình bấm đây, mình chọn home. Đó, bạn đã chọn nút home. Tiếp theo nữa, cài đặt, bạn đã chọn nút setting. Search, bạn đã chọn nút search. Bạn đã chọn nút low T. Và cuối cùng là bạn đã chọn nút GPS. Ok. Đó, đây là cách mà các bạn có thể tạo ra một cái menu hình tròn mà nó có hiệu ứng đẹp đẹp xinh xinh các thứ đó. Thì bây giờ mình sẽ xin phép mình chỉnh lại app một chút xíu, đó là mình sẽ cho cái thằng này ra giữa thông qua cái lệnh là center in parent bằng true, nó cho ra trung tâm. Và tiếp đến nữa là mình sẽ vào trong cái value và mình chọn cái theme và mình sửa cho nó thành no action bar với cái item nữa. Nếu như các bạn có thể xem nhiều video của mình, các bạn sẽ để ý mình hay làm những cái app, hay hướng dẫn các bạn làm app nó full màn hình đấy, chứ mình không 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 để chứ nó không để thừa, mình không để hiện cái phần action bar cũng như cái phần ở trên này. Nó đây, ok, đây chính là cái app mà mình đã làm đó, như bạn đã nhìn thấy không đấy. Đó, đây sẽ là thành phẩm của các bạn. Và các bạn có thể hoàn toàn dùng cái code này nhé để áp dụng vào cái project của các bạn. Thì các bạn có thể down cái icon bên dưới, cái link icon cũng như là mình sẽ để cái link thư viện ở bên phía bên dưới về, và các bạn xem cái video của mình và các bạn hướng dẫn. Hoặc nếu như các bạn muốn lười, thực chất không phải lười đâu, mình gọi là lười thì hơi hơi quá đáng cho các bạn, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể vào trong cái nhóm project là Android Studio Code UI đấy. Thì mình sẽ để cái project ở trong này để các bạn có thể download về đấy, ok chưa? Bằng các bạn link cái link để tham link để vào cái project, link để vào cái nhóm này mình cũng gắn bên dưới nhá. Ok, đó video của mình cũng khá dài đây rồi. Đó thì ở sau cái video này thì mình mong là các bạn sẽ có thể làm được cái icon này, làm được cái menu này đấy. Các bạn có, nếu như mà đây là lần đầu các bạn đến với cái kênh của mình thì hãy để lại cho mình một cái đăng ký hoặc và bấm cái chuông thì càng tốt đấy. Và còn nếu như mà các bạn đây là lần thứ hai các bạn đến thì các bạn có thể nhấn cho mình cái nút like đấy, ủng hộ cho mình bằng cái nút like để mình có thể có động lực để làm những cái video khác để duy trì những cái dấu hiệu sống còn trên cơ thể của mình.
Đấy, ok, nhớ nếu có quảng cáo thì nhớ kích nhá. Ok, video của mình xin được dừng lại đây. Chúc các bạn học lộ trình vui vẻ. Nhớ ở nhà, ngồi yên ở nhà một chỗ nhá, đừng có đi đâu ấy, đang dịch đấy, không đùa đâu.